Chào tất cả những khán giả thân thương của Jonathan.info. Tiếp tục quay trở lại với clip thứ hai này. Tôi chúc các anh chị một cái tuần mới với tiếp tục gặt hái nhiều thành công và thắng lợi mới. Và cái clip thứ hai tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các anh chị một cái chương trình, đó là mục tiêu bạn muốn kiếm bao nhiêu trong vòng 5 năm tiếp theo. Tại sao lại tôi lại đưa ra cái clip này? Bởi nhiều người muốn kiếm tiền nhưng không bao giờ có mục tiêu kiếm bao nhiêu tiền, thì các anh chị sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền. Đó là sự thật, được không ạ? Và tôi sẽ nói các anh chị hai cái chủ đề trong cái mục tiêu kiếm tiền cả ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói hai chủ đề trong ngày hôm nay là set goal và get goal. Làm thế nào để set goal, đạt được mục tiêu, và làm thế nào chúng ta được get được nó, tức là chúng ta đạt được nó, và chúng ta lập mục tiêu thế nào và chúng ta lập mục tiêu thành công. Trong một cái chương trình học đẳng cấp mà tôi có từng trải nghiệm trước đây, đó là một cái chuyên gia hàng đầu về tài chính cá nhân, đó là T.F. Eker, một cái triệu phú người Mỹ. Ông ta đã nói rằng thiếu tiền không là vấn đề, mà tất cả chỉ là cái gì đó xảy ra bên trong bạn, đúng không ạ? Cho nên bây giờ nếu bạn muốn kiếm tiền mà trong đầu bạn không bao giờ nghĩ đến là kiếm bao nhiêu thì sẽ không bao giờ có. Đó, cho nên tôi nói với các anh chị, tất cả cái tài chính đó mà T.F. Eker có nói với các anh chị đó là tài chính trong tâm thức. Tức là nếu trong đầu các anh chị chưa bao giờ, trong đầu các anh chị mà chưa bao giờ nghĩ có tiền trong đầu thì các anh chị sẽ không bao giờ có tiền. Các anh chị biết gì không ạ? Trước khi Warren Buffett người ta đầu tư thì ông ta đã biết rằng thương vụ này ông kiếm được bao nhiêu tiền, và ông ta tưởng tượng tất cả những con số đó nằm trong đầu ông ta rồi. Từng cái thương vụ đầu tư của Warren Buffett thì tất cả là muốn kiếm bao nhiêu ông ta đã tưởng tượng trong đầu, đúng không ạ? Tưởng tượng trong đầu, tất cả mọi thứ tưởng tượng trong đầu có sẵn. Ví dụ như Donald Trump, một cái thương vụ đầu tư bất động sản, ông ta đã tưởng tượng tất cả những đồng tiền nhảy múa trong tâm trí ông ta là bao nhiêu tiền, kiếm được bao nhiêu trong thương vụ này và trong vòng bao lâu. Và nếu có nghĩa là trong thời gian sắp tới các anh chị muốn kiếm tiền mà các anh chị không tưởng tượng được rằng, các anh chị lập mục tiêu mà các anh chị không bao giờ biết rằng là sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Và kiếm ở đây là gì ạ? Không phải kiếm ngoài thực tế, mà tất cả tiền đây là nằm trong tâm thức của các anh chị, tức là tài chính trong tâm thức. Tức là tất cả những gì diễn ra bên trong, trong đầu các anh chị là sẽ diễn ra bên ngoài. Tức là tiền sẽ có bao nhiêu trong đầu các anh chị, có nghĩa là bên ngoài đời thực sẽ có như thế đó các anh chị. Đó là một cái sự thật mà tôi nói các anh chị. Tất cả những điều này rất nhiều người không tin, nhưng ai đã từng qua coi qua lập hết nhất, cũng như đã học cái khóa học đỉnh cao, đó là NLP. NLP là Neuro Linguistic Programming. Các anh chị sẽ thấy là tất cả những cái gì xảy ra bên ngoài thì nó đã xảy ra ở bên trong. Tất cả những người thành công, khi hỏi họ điều gì làm họ thành công thì họ nói rằng tất cả những điều thành công hôm nay tôi đã biết trước, bởi tất cả điều đó nó đã diễn ra bên trong tôi, trong đầu tôi đã rất rất lâu rồi, và hàng ngày tôi đều tưởng tượng ra những điều này. Để tôi nói với các anh chị rằng tất cả những gì xảy ra bên trong đầu các anh chị lại xảy ra ngoài đời thực. Cho nên kiếm bao nhiêu trong 5 năm tiếp theo thì điều đó không quan trọng bằng cái việc trong đầu các anh chị đã nghĩ rằng 5 năm tiếp theo các anh chị đã muốn kiếm được bao nhiêu tiền, và nó đã thấy được đồng tiền đó trong đầu như thế nào rồi thì các anh chị mới kiếm được tiền, được không ạ? Đó, chính vì lý do đó mà tôi muốn nói với các anh chị, đó là các anh chị muốn kiếm 10 đơn hàng một ngày, kiếm 10 cái sale một ngày thì các anh chị lúc đó mới có tiền. Đó, tôi nói với các anh chị như vậy. Còn các anh chị muốn kiếm 50 triệu một tháng hay 100 triệu một tháng thì đó không quan trọng. Các anh chị chỉ cần nói rằng tôi set lập một cái mục tiêu là một ngày 10 đơn hàng, trong đó thì tôi sẽ kiếm được 50 triệu, 100 triệu một tháng thì các anh chị bắt đầu kiếm được tiền, được không ạ? Đó là cách mà chúng ta thiết lập mục tiêu. Tất cả những gì các anh chị thiết lập mục tiêu đơn giản thôi, cụ thể, được không ạ? Cứ các anh chị nói 10 đơn hàng một ngày hay là 50 triệu một tháng hay 100 triệu một tháng thì các anh chị phải tưởng tượng ra, và anh chị phải viết ra những con số này thực tế. Con số này phải diễn ra thực tế, và các anh chị bắt đầu tưởng tượng trong đầu mọi thứ ở trong đầu, thì như thế thì các anh chị mới thấy rằng sao ạ? Mọi thứ mới ok. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói với các anh chị á, vâng, các anh chị lập mục tiêu và chẳng bao giờ thành công, bởi vì các anh chị không bao giờ rõ ràng là con số cụ thể. Nếu các anh chị lập mục tiêu bằng ý thức, có nghĩa là bằng cái vỏ não các anh chị ạ, thì các anh chị sẽ quên sạch. Cho dù các anh chị có ghi ra giấy và để trước mặt các anh chị vẫn quên. Lập mục tiêu tôi nói theo phong cách của NLP là lập mục tiêu bằng tiềm thức. Mà tiềm thức là một đứa trẻ 5 tuổi, nó chỉ nghe được những hình ảnh và âm thanh thôi các anh chị, và ngôn ngữ của nó rất là đơn giản. Cho nên các anh chị lập mục tiêu là sao? Làm sao, cách nào nó tôi bán được 10 đơn hàng một ngày, cũng như tôi kiếm được 50 triệu hoặc 100 triệu một tháng, thì tiềm thức nó mới hiểu. Lập mục tiêu bằng tiềm thức nó sẽ hiểu cho sao ạ? Đúng rồi, cứ một ngày 10 đơn hàng lập trình vào trong đầu,
và lúc đó nó sẽ vận động các giác quan, các nguồn lực để làm sao bán cho các anh chị 10 đơn hàng một ngày hoặc kiếm 50 triệu, 100 triệu một tháng, được không ạ? Sau khi các anh chị set goal, tức là lập mục tiêu rồi, thì làm sao để chúng ta get goal, tức là chúng ta lập mục tiêu thành công, ta lấy được nó đấy, chúng ta đạt được nó đấy, được không ạ? Thì hàng ngày các anh chị làm gì ạ? Để trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang bán, đó là lĩnh vực information marketing, được không ạ? Thông tin chính là tài sản, giải pháp về mặt thông tin chính là tài sản. Bất kỳ một cái người ở lĩnh vực nào vẫn có thể kiếm được tiền nếu các anh chị biết được thị trường họ đang cần cái gì, thị trường đang cần cái gì. Nhưng mà làm sao để biết ạ? Các anh chị phải biết khai thác nó hàng ngày, khai thác thị trường hàng ngày thông qua cái việc bất kỳ những cái gì những người xung quanh mình họ đang cần cái giải pháp nào mà họ đang đi tìm kiếm, thì đó chính là cái thị trường, cũng là cái thông tin mà các anh chị có thể cung cấp cho họ. Và nếu thị trường đó có khả năng trả tiền thì đó là thị trường rất tiềm năng, được không ạ? Và điều quan trọng rằng thị hiếu của con người ta thay đổi. 5 năm về trước smartphone mạng xã hội không phát triển, nhưng bây giờ đi đâu câu chuyện về mạng xã hội smartphone cũng rất là phát triển. Cho nên chúng ta phải biết rằng thị hiếu người tiêu dùng luôn luôn thay đổi hàng ngày. Chính vì những điều này mà tôi nói các anh chị phải cập nhật thường xuyên thị hiếu của người tiêu dùng cũng như cách mà họ suy nghĩ thế nào. Và nếu các anh chị là người tạo ra xu hướng, các anh chị sẽ kiếm được nhiều tiền. Còn các anh chị là người đi theo tôi xu hướng thôi thì các anh chị chỉ hớt và kiếm được một chút tiền thôi. Các anh chị ví dụ như lĩnh vực information ở Việt Nam chưa phát triển, nhưng tại sao tôi lại khơi mào, tôi lại đi khai thác cái mảng này nhiều hơn ạ? Bởi vì sao? Tôi thấy tiềm năng rất tiềm năng. Ở Mỹ mà tạo nhiều triệu phú nhất rất là tiềm năng. Và các anh chị cũng hiểu tại sao Donald Trump, Robert Kiyosaki hay là Warren Buffett, Anthony Robbins, Tia Baker, tất cả những người đều bán information. Tại sao họ phải có một cái information để bán, để chia sẻ, được không ạ? Và sau khi chúng ta hiểu được thị trường thì yếu, chúng ta phải tạo ra sản phẩm hàng ngày. Nếu chúng ta thấy một cái thị trường cần được khai thác và triệt để ngay, chúng ta sẽ khai thác ngay, tạo sản phẩm ngay để chúng ta chiếm lĩnh thị trường, thay vì chúng ta ngồi đợi và đối thủ cạnh tranh cũng sẽ nhảy vào đó. Cho nên cái việc mà tạo ra sản phẩm, cái việc mà tìm thị hiếu hàng ngày, chúng ta làm liên tục liên tục. Và điều quan trọng rằng cái quy trình của tôi á là bán hàng hàng ngày, bán hàng hàng giờ, bán hàng hàng phút và bán hàng 24/24. Bởi chúng ta bán trên nền tảng gì ạ? Online business là vậy. Chúng ta thanh toán, chúng ta mua hàng, chúng ta giao hàng, tất cả mọi thứ, chăm sóc mọi thứ trên online. Và nếu ngày mưa hay ngày nắng thì các anh chị vẫn bán được hàng. Nếu kinh doanh kiểu bình thường, các anh chị rất là sợ mưa gió, sợ bão bùng, sợ đổ thứ, đúng không ạ? Nhưng với kinh doanh online thì chỉ cần có internet thì các anh chị đã bán 24/24, 7/7, 365 ngày. Điều đó quá tuyệt vời không ạ? Và các anh chị phải làm việc này hàng ngày, khai thác thị trường hàng ngày, tìm hiểu thị hiếu hàng ngày, cập nhật hàng ngày, tạo sản phẩm hàng ngày và bán hàng hàng ngày. Thì những cái điều này không cần làm nhiều, các anh chị cứ làm hàng ngày thế này thì lập tức là sao ạ? Chúng ta đạt được mục tiêu của mình là sao ạ? 10 đơn hàng một ngày, 50 triệu một tháng hoặc 100 triệu một tháng. Và chung quy lại, muốn kiếm bao nhiêu trong vòng năm tới thì các anh chị cứ làm hàng ngày những điều này, thì một năm tới anh các anh chị biết điều gì xảy ra rồi đấy. Tiền rất là nhiều, ngày mục tiêu hàng ngày đạt thì tuần nó sẽ đạt, tháng nó sẽ đạt, quý đạt, năm đạt, và 5 năm tiếp theo chúng ta sẽ có gì chúng ta đều biết. Đây là chúng tôi nói với các anh chị, tất cả những tài chính là nằm trong tâm thức các anh chị. Và cách đặt mục tiêu bằng NLP, tức là sao ạ? Tưởng tượng trong tâm trí trước khi có ở ngoài đời thực. Và tất cả đặt mục tiêu là bằng tiềm thức, tức là set up cho cái tiềm thức của mình đó. Và tiềm thức là một đứa trẻ 5 tuổi, đúng không ạ? Và chúng ta phải làm sao giản dị nhất, đơn giản nhất, và thiết lập mục tiêu ở dạng làm sao phải tưởng tượng nó ra ở hình ảnh, âm thanh và cảm xúc, thì các anh chị mới làm thành công. Và tôi chúc cho các anh chị lập mục tiêu năm tiếp theo, các anh chị kiếm bao nhiêu tiền thành công, và hãy thành công cùng tôi các bạn nhé. Và hãy call phone cho tôi, gọi điện cho tôi, chia sẻ những thành công này trong những năm tiếp theo, những tháng tiếp theo, và chúng ta lại là những người bạn lâu dài, chúng ta đi với nhau huynh đệ nhiều năm và chia sẻ giá trị này cho cộng đồng nhiều hơn, được không ạ? Hãy kết nối với tôi để chúng ta là bạn của nhau lâu dài hơn. Hãy kết nối với tôi để sao ạ? Chúng ta chia sẻ những thành công này nhiều hơn. Và một lần nữa chúc các anh chị chúng ta đặt mục tiêu và đạt mục tiêu thành công, và chúc tất cả những học viên, những khán giả thân thương của Johnny Thông.info một ngày mới đầy năng lượng, một ngày mới đầy yêu thương, một ngày mới đầy những mục tiêu, và một ngày mới đầy những cái tuyệt vời mà chúng ta có thể đạt được. Và hy vọng rằng những chương trình của tôi nó sẽ cho các anh chị những cái nguồn thu nhập thật tốt, để chúng ta khỏi phải lo về việc tài chính nữa. Và hẹn xin gặp.